Cái con nhỏ này chứng mai chứ. Giữ nguyên hiện trường. Hả? Làm gì vậy? Thả xuống. Thả xuống. Nha. Bước ra đây đi chị. Trời đất ơi. Ê. Ê. Chuyện gì? Nè, mặt đẹp quá ha. Trời ơi, ăn mặc mặt lịch sự quá. Chứ sao? Mà con người không có vệ sinh. Không vệ sinh là không vệ sinh sao? Hả? Nè nha, người ta mới tắm rửa ra nha. Bận đồ sạch sẽ vậy mà kêu không vệ sinh hả? Nè. Mắt ông có bị đuôi không? Không vệ sinh hay là không có ý thức đó. Nghĩ sao ngày nào bịch rác bên kia cũng đem qua bên đây bỏ là sao? Tiền rác có mấy chục ngàn mà không chịu đóng nữa là sao? À, tôi thích bỏ đây á, được không? Chửi tôi là vệ sinh ha, kém. Mà ông cũng vậy thôi. Tôi sao? Sáng nào tôi cũng bước ra dặm một bãi mìn của con chó nhà ông hết trơn á. Nè nè nè, tôi nói cho cô nghe nha. Nguyên một cái xóm mình nuôi chó, chứ không phải chó nhà tôi. Nè, khỏi chối nữa ha. Chính mắt tôi nhìn thấy nha, con chó nhà ông nó qua trước cửa nhà tôi, nó im bãi mìn đó. Mà con chó được nữa hả? Ê ê, chỉ có chó nhà ông thôi, nhà ông sát bên nhà tôi mà. Nè, con chó nó ị chứ phải tôi ị đâu, cô nói tôi. Trời ơi. Nè, bớt ngang ngược nha. Nè, còn bớt ngang ngược nha. Sao? Cái đặt rác này là trời ơi, mình nuôi chó thì mình bỏ lấy đi. Trời ơi, con chó nhà ông mà mình có thể chó không bỏ lấy. Trời đất ơi, có cái chuyện gì vậy hả? Tao đi từ đầu hẻm mà hai đứa bay ở cuối hẻm nha. Mà tao la hết hai cái miệng ông ống à. Rồi có chuyện gì? Trời ơi, con nói nó nghe nè, con bức xúc mình nuôi chó thì mình để con chó. Thằng này nói trước. Con nói nằm, bức xúc lắm nằm. Sao con? Nằm về đi, đẹp gái không? Đẹp. Ăn mặc sạch sẽ không? Sạch sẽ. Hai, nằm thấy thơm không? Thơm. Nhưng mà ý thức thúi. Sao con? Sao thúi? Trời ơi, nằm nghỉ đi. Tiền rác không đóng ngày nào cũng nằm. Đó, 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 đó. Nằm thấy không? Nằm thấy không? Đó, bật rác đó. Sáng sớm là ngày nào cũng đem qua đây bỏ đúng ngay trong này. Đúng rồi con. Nó nói vậy là đúng rồi. Mình á không, con gái lớn ngồi thơm tho sạch sẽ, có nhiêu tiền đưa hết lên người rồi, có bịch rác sao đem qua nhà người ta bỏ vậy con? Năm đừng có nghe từ một phía, năm phải nghe con nói nữa nè. Trời ơi, mình nuôi chó thì mình phải biết quản lý nó sao như nào đi. Đúng rồi. Sáng nào cũng qua trước cửa nhà con ị một bãi mìn, ngày nào cũng dặm chân. Trời vậy là không thể nào mà chấp nhận được đó. Cái cảm giác này của con năm rất hiểu, tại vì không có chỉ mình con đâu. Năm cũng đà. Đó, vậy là năm phải hiểu cái cảm giác của con chưa? Đồng cảm, đồng cảm. Nhưng mà nuôi chó như vậy là không được con à. Mình nuôi chó là phải ý thức rõ ràng, vệ sinh sạch sẽ, đúng không con? À đúng. Ở vậy sao mà sáng nào cũng để chó qua nhà ta ị bậy vậy con? Rồi ý thức mình để đâu hả? Vệ sinh mình để đâu? Đó. Còn con nữa, đúng không? Một tháng có mấy chục ngàn tiền rác thôi, cây mình bỏ ra mình đóng, con thấy không? Cái hẻm của mình này nè, con cứ tưởng tượng đi, một ngày nào người ta cũng lấy rác đi, người ta mới lấy, cái hẻm sạch sẽ, con lại đem ra con đỏ cái bụng một bịch rác của con, thấy không? Mình á, sống trong một khu phố văn hóa thì ý thức cá nhân của mình á, mỗi người nâng lên một chút, chúng ta sẽ sống trong môi trường văn hóa văn minh đó, vui vẻ, đúng không nè? Hai đứa bay hả, vì cái ý thức cá nhân á, khuyên nhủ rồi không chịu nghe, bây giờ lên nó thì mất trật tự khu phố luôn à. Năm khuyên hoài không nghe, bây giờ không nghe cũng lớn lên phường không? Ôi năm đừng, năm ơi, con sợ chính quyền lắm năm ơi. Vậy là giờ bài giải tại chỗ đúng không? Dạ. Rút kinh nghiệm ha. Dạ. Mình nuôi chó là mình phải ý thức đàng hoàng, cái mình dọn dẹp vệ sinh chứ nó sơ ý, nó có qua nhà người ta làm bậy cái mình qua mình hốt đó, vui vẻ không? Còn mình mình nó có mấy chục ngàn tiền rác thôi, cái mình ăn cũng hết, mình mặc cũng hết, rồi mình đóng rồi trời đó. Sạch sẽ khu phố con à ha. Dạ. Rút kinh nghiệm ha, rồi đóng tiền rác luôn nghe tháng này nha con. Dạ, tháng sau con đóng à. Trời đất ơi, về xong đóng luôn tháng này, ngày mai sáng mai là đúng ngày thu tiền rác nè. Con đóng luôn, đừng chờ tháng sau hay lên phường. Ôi năm mai con đóng nè. Vậy phải không? Đó, năm nói cho con nghe, mình á là hàng xóm với nhau. Người ta nói như gì? Hàng xóm là tối lửa tắt đèn, có gì á đi qua đi lại đụng mặt, nói chuyện với nhau nhẹ nhàng rồi, chị có phải vui không? Mình con trai đúng không? Mình nói chuyện với con gái người ta cũng nhẹ nhàng thôi, có gì mình khuyên nhủ, mình nói. Đó, mình con gái đúng không? Lớn rồi. Yểu điệu thục nữ ở đâu? Ông Dung ôn hạnh ở đâu? Mình nói chuyện cũng nhẹ nhàng lại.
Như vậy mình có thể vui vẻ không nè? Dạ năm đó chịu không? Dạ chịu. Vậy bắt tay làm quà cái coi. Bắt. Trời ơi, vậy có vẻ vui không?